các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn uống nước lá ổi hàng ngày sẽ đánh tan mỡ bụng một cách hiệu quả nhé. Các bạn uống trong một tuần thì sẽ thấy cái tình trạng của chúng ta sẽ cải thiện một cách rất là đáng kể ạ. Và mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình sau đây. Ổi sau khi mình ngắt về các bạn nha, bây giờ mình sẽ lấy phần lá ổi. Chúng ta dùng lá ổi thì ta có thể dùng lá ổi khô hoặc lá ổi tươi đều được hết các bạn nhé. Chúng ta lấy những cái lá bánh tẻ thì rất là tốt nhé. Chỉ cần một nắm lá ổi là các bạn sẽ có được một loại nước uống giúp chúng ta đánh tan mỡ bụng hiệu quả nhé. Chúng ta có thể uống lá ổi hàng ngày. Trong lá ổi nó có chứa chất alkaline hay là quercetin và axit gallic các bạn nhé. Thúc đẩy trao đổi chất và tăng hiệu quả của việc giảm cân. Uống nước lá ổi còn hạn chế các cảm giác thèm ăn vì cái hàm lượng vitamin C trong nước lá ổi hỗ trợ chúng ta giảm cholesterol xấu và cải thiện sức khỏe của chúng ta nhé. Các bạn biết rằng lá ổi không những thế nó còn có chứa rất là nhiều chất và nó còn có tác dụng ngoài những tác dụng kể trên thì nó có tác dụng như là chữa được nhiều các bệnh khác. Như đối với người bị tiêu chảy thì chúng ta thường hay dùng búp ổi này để mình ăn nhé, rửa sạch và nhai ăn sống, hoặc là có thể là dùng để chúng ta đắp lên những cái chỗ bị run lan nhé. Các bạn biết rằng tiêu chảy là một trong những vấn đề mà nhà có trẻ nhỏ rất hay bị, và chúng ta thường theo dân gian thì trẻ nhỏ với con trai thì dùng 7 búp ổi non, với con gái thì dùng 9 búp ổi non nhai sống là khỏi tình trạng bị tiêu chảy ạ. Tốt cho, ngoài ra nó còn tốt cho sức khỏe tim mạch nhé, ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa nguy cơ ung thư ạ, cải thiện chức năng của sức khỏe răng miệng nhé, và còn cải thiện chất lượng làn da và tóc của chị em phụ nữ. Nhưng chúng ta cũng không nên dùng lạm dụng quá nhiều lá ổi nhé. Các bạn uống cho mình khoảng một tuần rồi chúng ta lại nghỉ khoảng độ 5 đến 7 ngày các bạn lại uống tiếp nhé. Đừng uống liên tục quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Cái gì nhiều quá cũng không tốt các bạn nhé. Và lá ổi bây giờ mình sẽ đem đi rửa. Mình rửa sạch cái phần lá ổi đi các bạn nhé. Lá ổi trong vườn nhà mình thì không có thuốc thang gì cả, nhưng mà nhiều lúc thì sợ các vi sinh vật nó bám vào ấy. Các bạn cho một ít muối vào đây để mình ngâm qua khoảng độ 5 đến 7 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ vớt ra mình rửa lại đi. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra và các bạn rửa lại cho mình nhé. Hoặc mình tráng nước khác là được ạ. Mình để ráo cái phần lá ổi các bạn nhé. Các bạn sẽ xếp cho mình và mình sẽ thái cái phần lá ổi ra để đem đi đun lấy nước uống.
Đây ạ, à, phần nào ổi mình đã thái xong rồi, bây giờ mình sẽ cho vào một cái xoong nhé. Các bạn chuẩn bị một cái xoong cho mình và mình sẽ cho phần lá ổi vào cái đun nhé. Các bạn cho mình một ít nước vào để mình đun lên. Mới đầu mình sẽ đun sôi với lửa to, sau đó khi sôi thì các bạn sẽ giảm dần dần và lửa của chúng ta sẽ để ở mức vừa phải và mình sẽ đun khoảng 15 phút nhé. Khi nồi nước sôi rồi các bạn nhé, các bạn sẽ nhỏ lửa cho mình ạ. Mình đã đun được 15 phút rồi, các bạn sẽ tắt bếp đi và mình để đến khi nào cái nước nó còn ấm thì chúng ta sẽ lấy ra nhé, hoặc là 10 phút sau mình sẽ lấy ra để mình uống ạ. Đây các bạn, khi lá ổi mình luộc mình để một lúc rồi nhé, bây giờ mình sẽ vớt ra nhé. Các bạn chuẩn bị một cái tô và một cái dây lọc để mình lọc bỏ cái phần lá đi, mình chỉ uống phần nước thôi nhé. Cái phần nước này các bạn sẽ uống cho mình trong ngày ạ. Đây ạ, phần nước lá ổi mình đã làm xong nhé. Uống nước lá ổi hàng ngày sẽ giúp bạn đánh tan mỡ bụng. Bây giờ tình trạng mỡ bụng, nhất là người có tuổi một chút thì tình trạng mỡ bụng rất là nhiều, thừa cân béo phì nó thường tích tụ lại ở cái phần bụng các bạn ạ. Cho nên chúng ta cần phải uống những loại nước lá mà tốt cho cơ thể để giảm thiểu cái phần mỡ thừa đi, mỡ này dư thừa sẽ không tốt đối với sức khỏe các bạn nhé. Tình trạng mỡ nhiều sẽ đến gan nhiễm mỡ, dẫn đến những bệnh như vậy ạ, hoặc là máu mỡ cao, mỡ máu cao, hoặc dẫn đến bệnh về tim mạch nhé, rất là nguy hiểm ạ. Và mình mời các bạn thưởng thức với mình. Nước lá ổi như vậy là mình đã hoàn thành cái loại nước uống rất là tốt và chúng ta nên uống hàng ngày nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một sức khỏe ngày một tốt hơn nhé. Đây là cây mít nhé, mình sẽ ngắt đám mít để mình